đi không cần đừng đi đâu người ơi, cùng nhau ta chung tay với cùng chính phủ để chống dịch Covid. Giờ cả đất nước đang âu lo với những tin tức bởi dịch Covid, thủ tướng đã bán ra nên ở nhà người ơi. Niềm tin tương sáng long lanh trong mắt tình nguyện viên sinh viên, cảm phục thay những người chiến sĩ nhiều ngày qua chiêu đất màn trời. Tin đưa 4 năm sau bay tam chiến trục, ca lây nhiễm đã chữa lành xong.